tên Nguyễn Duy Tuy, xin kính chào các bạn từ trên Flycam nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Vâng, tòa nhà của ban chỉ huy công trường các bạn. Công ty đầu tư xây dựng Desinco ở Đà Nẵng các bạn. Đây, họ đang thầu cái công trình này các bạn. Vâng, giới thiệu các bạn, đây là công trình DT639 qua khu vực phường Nhân Phú các bạn. Còn đây là sông Hà Thanh nha các bạn. Sông Hà Thanh. Sông này chảy từ cầu Diêu Trì xuống. Cầu Diêu Trì xuống và đổ ra phía dưới này là cầu đôi này các bạn. Đây, phía dưới này là khu đô thị Hồ Phú Hòa đó các bạn. Còn đây là cái cầu, giới thiệu cho các bạn, đây là cái cầu trên sông Hà Thanh, trên tuyến DT639. Cầu này được gọi là cầu Hà Thanh luôn các bạn. Còn cầu Hà Thanh mới mấy thì chưa có rõ là đặt tên là cầu Thanh mấy, tại vì ở Quy Nhơn hiện nay là hiện tại có 7 cầu Hà Thanh rồi, 5 cầu Hà Thanh trên đường Võ Văn Giáp và 2 cầu Hà Thanh trên đường quốc lộ 19 mới. Còn đây là cũng là cầu Hà Thanh, mà không biết là đặt cầu Hà Thanh như thế nào. Vâng, giới thiệu các bạn là trước Tết, trước mùa mưa các bạn, bên công trình họ đã làm hai cái trụ như thế này. Theo mình các bạn, nếu mà cái giải phóng mặt bằng các cái hộ dân bên kia này mà trước cái mùa mưa thì họ đã làm xong cái cầu này rồi. Họ làm xong cái cầu hồi trước là trước mùa mưa là họ đã đổ đất qua bên kia, họ đã bắt đầu họ khoan bạn, nhưng mà do các cái hộ bên kia đền bù sau đó chưa có được thỏa đáng hay là sau đó chưa nhận xong đền bù cho nên là họ chưa có đi, cho nên là sau khi dừng khoảng 3 tháng là tới mùa mưa, chứ không là họ đã làm xong cái đoạn này rồi bạn. Đó, bây giờ bắt đầu họ sẽ, bây giờ là họ đã nhận đền bù rồi, nhà đã đập rồi và họ đã đi nơi khác là đang xây nhà rồi các bạn. Đây là ngày 23 tháng 2 các bạn, mình cập nhật cái đoạn DT639 trên khu vực sông Hà Thanh này cho các bạn xem. Thì phía trước họ đã đổ đất ra này, đổ đất ra để họ làm một cái cầu tạm bên kia này các bạn, cầu xét tạm này. Đó, mở lớn cho các bạn xem này, đó. Rồi qua bên cái cầu xét tạm đó, họ sẽ đóng tiếp là bốn cái trụ như thế này nữa, là bên đó là xong các bạn. Sông Hà Thanh đoạn này thì cũng nhỏ thôi, khoảng chừng hai bên bờ là 60 mét thôi các bạn. Cái đây các bạn, mình giới thiệu luôn cái dự án bên phía kia là họ chưa làm đê xong, như bên này này, bên tay trái này các bạn, là bên đó thuộc dự án của tỉnh, là dự án chống ngập lụt khu vực phường Nhân Phú và phường Nhân Bình. Họ triển khai cách đây khoảng 7 năm, nhưng mà bên này các bạn, bên này này, dưới bên dưới này họ đã làm xong rồi. Bên trên cầu Trần Nhân Tông họ đã làm xong rồi, nhưng mà cái đoạn từ đập dân Phú Hòa này lên tới cầu số 2 của đường Trần Nhân Tông đó, thì 6-7 năm nay họ chưa làm. Mình không hiểu là lý do vì sao họ chưa làm nữa. Hy vọng cùng với cái đường DT639 này thì khu vực bên tay phải đó các bạn, đê sông 500m này sẽ được thành phố làm luôn cho nó xong luôn, cho nó đẹp khu vực này các bạn. Đó, đẹp khu vực này. Thì mình cũng cho các bạn biết là nhà mình trong cái dự án của cái đê sông này, nhưng mà chưa có giải tỏa xong các bạn, chưa có dự án, chưa có đền bù giải tỏa, cho nên là mấy năm nay nhà nó cũ, nó xuống cấp rồi, không sửa lại được các bạn. Cũng mong là chính quyền mình làm nhanh cái việc này đi, gia đình cũng muốn sửa sang lại nhà cửa cho nó sạch sẽ, cho sạch đẹp, chứ tới mùa mưa lấy thau lấy chậu ra hứng mệt lắm. Sửa thì cũng được, nhưng mà sửa tạm thôi các bạn, không xây mới lại được. Vâng, đây là đê các bạn, đê dọc sông đó các bạn thấy không, hai bên là lên bờ thành rồi, ngon lành, cành đào hết rồi, mấy năm rồi nha, này là đã làm 5-6 năm nay rồi, xong lâu rồi. Nhà cửa thì hồi trước lụp sụp lắm, bây giờ thì các bạn thấy không, con đê sông lên sông thì nhà cửa bên này họ làm sửa lại 2 tầng 3 tầng ok luôn đó. Còn cái đây phía này các bạn, phía này là chạy vào trong đường Tây Sơn các bạn. DT639 sẽ chạy qua khu vực sông Hà Thanh này và chạy thẳng vào đường Tây Sơn luôn. Ở khu vực đấu nối ở đường Tây Sơn quốc lộ 1D đó các bạn, là
mình nghĩ là ngay cái cổng của bồn sen dầu, kho sen dầu Quy Nhơn các bạn, cách đây khoảng hơn cây số các bạn nha, ở trong phía đây này đó, trong thành phía đây thì ở phía này là chỉ đất ruộng thôi, cho nên là sẽ là làm nhanh lắm. Vâng, hello các bạn, đứng đây có thể thấy là bên phía bên ruộng bên bên kia này bạn, là xe đổ đất đã đổ tới gần cái nhà của ông bác mình rồi. Cách đây 2-3 video trước á, mình có làm cái video nói về dãy đào cây mai đó. Đó, đứng đây nè bạn, đứng ngay đập Phú Hòa này, có thể nhìn thấy nhà ông bác mình rất là rõ. Đó các bạn, rất là rõ luôn. Đó, mở lớn cho các bạn xem này. Đấy, nhà bà chị cũng đi rồi, nhà ông bác thì cũng dọn rồi các bạn. Đó các bạn, rồi phía sau của mấy cái nhà này nè, đây là cái cầu này, cầu Hà Thanh này bạn, xây thẳng qua. Bây giờ mình ra phía sau, mình quay cho các bạn xem giải tỏa khu vực này cho các bạn xem nhé. Vâng, hello các bạn, họ đang đi trên cái đê sông Hà Thanh các bạn. Đây, đây là dự án đê sông Hà Thanh của thành phố, họ làm để mà chống ngập lụt những cái đoạn này các bạn. Đoạn này là chưa, cái đoạn bên kia các bạn là làm xong hết rồi, bên kia này đó. Quay lại cho các bạn xem này, bên kia thì họ làm xong, ở dưới họ làm xong rồi, ở phía trên đường Trần Nhân Tông họ làm xong rồi, nhưng mà còn khoảng 500m các bạn. Đoạn đây hiện tại thì nó dính vô cái dự án DT639, còn những cái nhà đây là họ giải tỏa nè bạn, họ giải tỏa này, đấy đập rồi này, nhà đây đập rồi này. Do mấy cái nhà này các bạn, cho nên là trước Tết, trước mùa lũ á, thì họ không có làm được, cho nên họ dọn cái cầu sắt. Giờ bắt đầu là xong xuôi rồi, đền bù xong xuôi rồi, bắt đầu họ tiếp tục đổ đất ra, họ làm tiếp cái cầu Hà Thanh các bạn. Đây, đi vào đây cho các bạn xem. Đây là nói chung là quê của mình các bạn, quê của Thọ. Thọ sống ở đây từ bé, từ ông bà, ông cố nội là ông đã sống ở đây rồi. Tới đời của mình là 5 đời, con của mình là 6 đời rồi các bạn, là vẫn sống ở đây. Còn gốc gác thì xa xưa hơn nữa thì mình cũng rành lắm, chứ từ ông cố nội là đã ở đây rồi các bạn. Đây, các cái nhà đây là họ đã giải tỏa rồi các bạn, giải tỏa từ trước Tết rồi. Đó, giải tỏa trước Tết rồi. Đây, nhà của bà con cũng đi hết rồi nha. Ở đây thì thuộc cái dự án đó. Phía sau cũng đập nữa bạn, phía sau đập. Có mấy cái nhà phía sau nữa, đập kè tới đáy đây. Đó. Quay cho bạn xem nó tình hình nó như thế nào. Đó, ông biết cái nhà của thằng ông bà con này, ông biết giải tỏa như thế nào các bạn. Đó, còn hàng xóm là họ đã chuyển đi nơi khác ở rồi bạn, giải tỏa hết rồi nha, đập hết rồi, đập lùi lùi luôn. Còn dọc sông Hà Thanh đây là dự án chống ngập lụt của thành phố các bạn. Hồi mà bên Phúc Lộc đó bạn, Phúc Lộc làm cái khu đô thị Hồ Phú Hòa, họ làm một sau này Phúc Lộc họ đi rồi thì thành phố tiếp tục làm các cái chỗ như là chợ Vinh này, rồi khu vực phía trên của phường Nhân Phú này, đời sống Vinh đó bạn, làm tiếp tục. Đó, còn đây là hiện trạng nha, tháng 2 vừa ăn Tết xong họ đã bắt tay làm nhanh các bạn. Ok, mình sẽ quay trên cao cho các bạn xem, và mình giới thiệu luôn cái dự án chậm tiến độ của đê sông Hà Thanh cho các bạn biết luôn. Lâu nay mình không có làm cái vấn đề này các bạn. Vâng, hello các bạn, từ trên cao các bạn có thể là nhìn xuống cái chỗ mình đứng. Ở cái quay này thì mình muốn cho các bạn xem là mình đứng ngay chỗ các cái khu vực nhà giải tỏa trên tuyến DT639. Chỗ này là khu vực sông Hà Thanh. Bên cạnh thì họ đang làm một cái cầu sắt tạm thuộc cầu Hà Thanh trên sông Hà Thanh các bạn. Qua đây thì mình muốn giới thiệu luôn là cái khu vực vẫn chưa được giải tỏa của dự án chống ngập lụt của sông Hà Thanh thuộc phường Nhân Phú các bạn. Các bạn cũng thấy là ở bên phía tay trái chạy lên tới cầu
phía trên đó các bạn, đó là cầu trên đường Trần Nhân Tông. Cái cầu này hiện tại thì đang đặt là cầu số 2. Ngày xưa đó các bạn, khi mà cái cầu này chưa có thì cái cầu cũ là cầu Sách các bạn. Đó bạn, bên tay trái và ở bên phía dưới của khu vực đập dân Phú Hòa, chạy thẳng xuống cầu Đôi các bạn và qua bên đoạn cầu Đôi, qua bên Hoa Lư luôn. Phía trong này là khu dự án khu đô thị Hồ Phú Hòa. Thì tất cả đã làm xong các bạn, tất cả đã làm đê xong. Đó, mình muốn giới thiệu cho các bạn biết là khu vực này còn một đoạn ngay chỗ từ đập dân Phú Hòa, chỗ khu vực mình đứng, mình quay cho các bạn xem đó. Đấy các bạn, đây là cánh đồng Nhơn Phú. Sau này có dự án thuộc là dự án khu đô thị Nam Hùng Vương. Còn cái đường đang đổ đất đó là đường DT639 chạy thẳng ra ngã ba Ông Thọ. Đấy các bạn, phía dưới đây là cái đập dân Phú Hòa. Mình muốn giới thiệu cho các bạn là khu vực bên trong video, chừng khoảng 500m thôi, từ đập dân Phú Hòa lên tới dưới cầu số 2 trên đường Trần Nhân Tông. Thì trong cái dự án thuộc nâng cấp đê sông Hà Thanh chấm Ngọc Lục qua khu vực phường Nhân Phú, thì ở phía bên trái và phía bên trên, bên dưới họ đã làm xong cách đây khá là lâu rồi. Nhưng hiện tại chỉ có đoạn này 500m, tới hiện nay vẫn chưa được giải tỏa và chưa được làm. Thì mình cũng rất là thắc mắc cái đoạn này tại sao tới hiện nay vẫn chưa làm. Và hy vọng sau khi DT639 làm vô chỗ này thì sẽ làm luôn cái đoạn này các bạn. Tại vì mình thấy bên khu vực của sông Vinh, khu vực ở đoạn chợ Vinh đó, hàng ngang qua nhà cấp hơn rất là nhiều chỗ khu này, họ đã làm xong và giải tỏa một cách nhanh chóng. Nhưng mà bên này thì vẫn chưa, từ năm 2017 tới giờ. Ở phía trong này đó là đường Trần Nhân Tông các bạn, nối thẳng vào đường Tây Sơn. Khu vực nối đó là cây xanh, cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 28. Đó các bạn, phía trên đó là khu đền bù giải tỏa của khu vực này. Trên xa đó là khu nghĩa trang Dương Sánh. Hướng này các bạn cũng có thể thấy là trường Cao đẳng Sư phạm Bình Định các bạn. Đây là tuyến DT639 từ sông Hà Thanh chạy trở ra với ngã ba Ông Thọ. Hiện sau Tết này thì các đơn vị thi công họ đang tiến hành đổ đất với tốc độ là khá là nhanh các bạn ơi, khá là nhanh nhé. Hy vọng là tuyến bên này sẽ làm trước bên khu vực phường Nhân Bình. Còn cái đường các bạn đang xem là cái đường mượn
của các người dân có ruộng. Sau khi đổ đất xong thì họ sẽ móc nó trả lại. Lên cầu số 2 trên đường Trần Nhân Tông cho bạn xem nha. Cái đoạn mà thành phố chưa làm này, chỉ khoảng 500m hay hơn 500m xíu thôi. Đấy. Rồi, xin thông báo với bạn hai bên trên và bên dưới của cái đoạn này đều làm xong hết rồi. Và làm tre tới sông Vinh, chợ Vinh các bạn, xuống tới Điện Biên Phủ rồi dưới cầu Đôi. Chỗ cầu Đôi với cầu Hoa Lư đó bạn, họ làm xong hết rồi đó. Nhưng mà có cái đoạn xíu xíu vậy này các bạn đó, chạy thực tế cho bạn xem nè. Nãy các bạn xem ở trên clip flycam rồi đó, xíu thôi nè, nhà này, mấy cái nhà này nếu mà trong diện giải tỏa, họ cách đây 7 năm họ đã đo rồi bạn, năm 2017 họ đo rồi bạn, họ đo 2017 2016 17 gì đó họ đo rồi. Đó, tức là tính sông, lòng sông là 60m từ bên kia qua bên đây. Mấy cái nhà đây sẽ giải tỏa vô tới ở trong các cái nhà này luôn bạn. Tới trong chỗ này mấy mét á, bên từ kia thì phải mấy mét. Cái con đê này là sẽ là thành cái lòng sông luôn. Đó, bên kia này bạn. Đấy, hỏi chính quyền thì chính quyền không biết tại sao họ không làm chỗ đây. Bạn đi, bạn thấy thực tế nó chỉ có vài cái nhà thôi, so với sông Vinh thì nó bằng một gấp các bạn. So với sông Vinh nó bằng một gấp, sông Vinh hàng ngàn cái nhà mà mình thấy thành phố vẫn làm được đó. Còn đây các bạn đó, nó bằng một gấp nhỏ sông Vinh thôi. Nhà ở đây tương đối toàn là nhà cấp 4 các bạn, toàn nhà cấp 4 nha đó. Nếu mà làm luôn đoạn này thì từ cầu Đôi các bạn, từ bắt đầu từ cầu Đôi chạy dọc dọc sông lên tới đường Cầu Đảnh dưới ủy ban dân phường Nhân Phú sẽ rất là đẹp nha, sẽ ra mặt sông mặt tiền hết này. Đó, không bao nhiêu cái nhà các bạn, không bao nhiêu cái nhà cả, chủ yếu đất nông nghiệp thì nhiều, đất vườn thì nhiều. Đấy, vâng, tới đây các bạn. Đây, bạn thấy phía trước kia là cầu số 2 trên sông trên đường Trần Nhân Tông bạn. Năm 2017 họ đổ đất tới đây các bạn, họ đền bù tới đây, đó, tới bụi tre đây các bạn. Đó, từ bụi tre đây xuống tới cái đập nãy mình chạy là khoảng 500m thôi. Đó, còn 500m bên này. Bên này là chủ yếu là nhà cấp 4 với ruộng với vườn với vườn thôi các bạn, vườn tre đước tre rồi tre thôi, không có nhiều. Mà không hiểu tại sao tới tận bây giờ là nhà nước mình chưa làm cho nó xong cho nó đẹp luôn các bạn. Mình không biết được, bạn nào biết thì comment cho mình biết nha.